chấp ngân thù. Thưa các bạn, tình cờ đến trình quay của Vision, các bạn bên Vision cho xem cái bản nhạc của ông Trần Nhật Quang có lời khuyên và nhắn nhủ đến Ngô Kỳ, khiến tôi rất là ngạc nhiên và cũng thấy tò mò. Bởi vì sao? Tại vì hai nhân vật này, ông Ngô Kỳ và ông Trần Nhật Quang ấy, thì nó không khác gì giữa nước với lửa. Vì ông Ngô Kỳ thì là nhân vật rất nổi tiếng ở hải ngoại, là nhân vật chống cộng cực đoan và cũng bền bỉ hàng chục năm nay rồi, và không khoan nhượng, không thỏa hiệp. Và ông Ngô Kỳ cũng là một người mà cũng gây sự tranh cãi cũng như là các luồng thông tin đa chiều. Ngược lại, ở trong nước thì ông Trần Nhật Quang là một hiện tượng mới nổi một vài năm gần đây, cũng thể hiện là một người là bảo vệ cái lý luận cộng sản cũng như là bảo vệ sự chính tranh của Đảng Cộng sản và cầm quyền, cũng rất là quyết liệt và cũng rất dùng những ngôn tình rất mạnh mẽ. Tôi là một người theo dõi cái vấn đề thời sự xã hội chính trị cũng khoảng 10 năm nay, thì tôi cảm nhận là hai ông này có một đặc điểm chung, đó là có cái gì đấy là rất cá tính và thậm chí là nó hơi cuồng, nhưng có một đặc điểm chung mà nó cũng rất là hay là cả hai ông đều có sự mà bảo vệ một cách tức là sự đấu tranh của hai người này nó là vô vụ lợi, không có sự là vì cơ hội của cá nhân hay là vì đồng tiền gì cả. Đó xét góc độ đó là điều đáng quý nếu cho những người mà có một lý tưởng mà đúng đắn. Hai nhân vật này cũng làm tôi liên tưởng đến một cái câu chuyện cũ của thời Tam Quốc, là ông Chu Du với cả ông Khổng Minh. Hai nhân vật này là đứng ở hai bờ chiến tuyến, nhưng mà thực ra họ cũng những mối đồng cảm mà chỉ có hai người hiểu với nhau. Và tiếp theo thì là xin mời các bạn cùng theo dõi video clip mà ông Trần Nhật Quang muốn nhắn nhủ gì tới đối với ông Ngô Kỳ ở bên Mỹ xa xôi. Thưa ngài Ngô Kỳ, từ bên này bờ Thái Bình Dương xin được bắt tay ngài ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Thưa ngài, tôi xin chúc mừng ngài đã thành lập được một cái kênh video mang tên là Ngô Kỳ trên YouTube. Tôi cảm ơn ngài. Tôi cũng được nắm những cái thông tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ từ hai cái video mà ngài đã đăng lên từ cái phóng sự của VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi cũng đã được xem cái video mới nhất của ngài phát biểu liên quan đến chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ. Trong video này thì tôi có những cái ủng hộ và có những cái phản đối những cái ý kiến của ngài. Trước hết, tôi ủng hộ ngài cái ý kiến mà ngài cho rằng cờ vàng ba sọc đỏ biểu tình làm gì, chỉ vô ích mà thôi. Cái ủng hộ thứ hai là ủng hộ ngài đã nhắc lại lời của Nguyễn Văn Thiệu rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Quả thực Nguyễn Văn Thiệu đã nói rất đúng. Hãy nhìn những gì Cộng sản Việt Nam đã làm cho cái đất nước Việt Nam này. Đánh địch thì phải hiểu địch. Xưa nay những người chống cộng
đã chỉ 1 triệu bới rác toàn nói xấu Đảng Cộng sản, Nhà nước và chế độ Việt Nam. Nhưng hãy nhìn thẳng vào cái chiều ngược lại, đó là những cái thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại cho đất nước, cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam. Tổng thống Thiệu nói rất đúng, hãy nhìn những gì Cộng sản Việt Nam đã làm. Đó là Cộng sản Việt Nam đã đánh đuổi quân ngoại bang ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Đúng như cha ông ta 4.000 năm qua không bao giờ chấp nhận quân đội nước ngoài dẫm lên đất nước Việt Nam. Mỗi khi có giặc ngoại xâm dẫm lên đất nước ta thì cha ông ta đều lãnh đạo nhân dân ta đứng dậy khởi nghĩa đánh đuổi quân ngoại bang ra khỏi đất nước. Cộng sản Việt Nam đã làm được cái việc đó, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân đội thực dân Pháp và quân đội xâm lược Mỹ ra khỏi bờ cõi, đem lại hòa bình, thống nhất, độc lập cho đất nước Việt Nam, để cho đất nước Việt Nam từ cái tình trạng không có tên trên bản đồ thế giới ngày nay đã sánh vai với nhân loại toàn cầu. Đó là những điều mà tôi ủng hộ những cái ý kiến của ngài trong cái video mới nhất của ngài vừa qua. Còn những ý kiến ấy tôi xin không đồng tình, mà nói thẳng ra nữa là tôi phản bác ý kiến của ngài. Trước hết ấy, ngài nói rằng nước Mỹ đã hy sinh 58.000 sinh mạng cũng như 500-600 tỷ đô la vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Thưa ngài, chính phủ Mỹ chưa bao giờ có một cái công bố chính thức những cái chi phí, những cái thiệt hại của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cái 500-600 tỷ đô la mà ngài nói còn thấp hơn rất nhiều so với lại cái sự thật. Và ngài cũng nên nhớ rằng 500-600 tỷ đô la của những cái năm đó khác với lại 500-600 tỷ đô la ngày nay. Trong những cái năm 60-70 thì giá đô la chỉ có 35 đô la một lạng vàng thôi. Bây giờ là 350 đô la một lạng vàng nhé, thưa ngài. Một cái điều nữa tôi không đồng tình với ngài, đó là ngài nói rằng Cộng sản Việt Nam ngày xưa thì đánh đuổi đế quốc Mỹ, ngày nay thì lại bám theo Mỹ, xin xỏ, ăn xin. Ngài nói cái điều đấy có hai cái sai. Cái sai thứ nhất, Việt Nam chỉ đánh đuổi quân đội xâm lược Mỹ và chống lại ý đồ xâm lược Việt Nam của chính quyền Mỹ, gồm những cái chính quyền từ Eisenhower, John Kennedy,
Lyndon Johnson, Richard Nixon, chứ Cộng sản Việt Nam không chống nước Mỹ. Chúng tôi quan niệm rất rõ, có hai nước Mỹ, một nước Mỹ của chính quyền và quân đội xâm lược ngày xưa, và một nước Mỹ hòa bình, hợp tác, quan hệ hữu nghị, đối tác toàn diện, bình đẳng, đôi bên có lợi với Việt Nam ngày nay. Cho nên ấy, các ngài đừng có lẫn lộn hai nước Mỹ, đừng có nói rằng là Việt Nam ngày xưa đánh Mỹ, bây giờ lại theo Mỹ. Đấy là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai, các ngài thường có cái luận điệu nói rằng là lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam sang Mỹ để xin xỏ. Cũng trong cái này thì các ngài lại có hai cái sai nữa. Cái sai thứ nhất là nước Việt Nam độc lập, tự chủ, không theo ai, chống ai, làm bạn với tất cả, không liên minh quân sự. Cho nên nước Việt Nam đàng hoàng làm bạn, làm đối tác bình đẳng và đôi bên có lợi với nước Mỹ. Chứ ngày nay không ai cho không ai cái gì. Các ngài đừng đem cái tư duy của Việt Nam Cộng Hòa, con đẻ của Mỹ, tay sai của Mỹ, bán nước cho Mỹ, giày xéo và tàn phá, và làm chó săn cho Mỹ. Đừng đem cái tư duy của Việt Nam Cộng Hòa ấy để suy diễn cho Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Không, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, như tôi đã nói, là một nước độc lập, tự chủ, làm bạn với tất cả, trên cơ sở hữu nghị và bình đẳng, đôi bên cùng có lợi với toàn thể thế giới cũng như với nước Mỹ. Việt Nam không xin xỏ Mỹ bất kỳ một xu nào. Và cái sai thứ hai, các ngài nói lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam sang Mỹ để xin xỏ, thì xin lỗi, các vị đang chửi xéo lãnh đạo nước Mỹ chăng? Các ngài nói thế chẳng khác gì các ngài cũng chửi xéo Tổng thống Mỹ Bill Clinton, George Bush, và tới đây Tổng thống Barack Obama sẽ sang thăm Việt Nam. Thì nếu mà nói theo cái lối của các vị thì lãnh đạo Mỹ cũng sang Việt Nam để xin xỏ cái gì chăng? Đó là cái mối quan hệ bạn bè, đối tác qua lại, có đi có lại, bình đẳng giữa lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam và lãnh đạo các thời kỳ của nước Mỹ. Các ngài đừng có nhầm lẫn hoặc giả vờ nhầm lẫn nhé. Cuối cùng tôi muốn khuyên ngài hai điều. Điều thứ nhất là ngài cứ ngậm cái cục thù cộng sản thì cái cục thù cộng sản ấy ngài không nuốt được đâu. Ngài sẽ ngậm cho đến chết, xuống đến huyện vẫn còn ngậm cái cục thù ấy. Cho nên tôi khuyên ngài hãy nhả cái cục thù ấy đi để quay trở về với
hòa giải và hòa hợp dân tộc để có một cái cuộc sống thanh thản cho đến cuối đời, để hòa nhập với đại đa số kiều bào hàng triệu người đã trở về nước thăm thân, thăm lại đất nước, đã trở về với lại hòa hợp, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Và cái lời khuyên thứ hai của tôi đối với Ngài là: thưa Ngài, đừng chống cộng nữa, lấy vợ đi. Ở cái tuổi của Ngài mà vẫn chưa lấy vợ thì nó sẽ càng ngày càng hâm nặng đấy nhá. Ngài đã sắm cái hâm kế chưa? Tôi khuyên Ngài hãy sắm lên một cái hâm kế, để đến khi mà bừng bừng nổi giận với cộng sản thì Ngài hãy rút cái hâm kế ra, đặt lên trán xem kim nó có nhảy lung tung không. Nếu kim nó nhảy lung tung mà độ hâm nó lên đến 8 độ Richter thì Ngài hãy nên nghỉ ngơi, đừng nói gì nữa. Xin cảm ơn Ngài đã chú ý lắng nghe, và một lần nữa xin bắt tay Ngài. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất đậu, cho